Xin chào tất cả các nghệ sĩ nhân dân. Ngày hôm nay Văn Hóa Yêu Cây rất vui khi gặp lại các bạn tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Trước mắt quý vị đây chính là điếu cầy Vương Điếu. Văn Hóa Điếu Cầy đã ra mắt trong thời gian vừa qua. Quý vị có thể thấy Vương Điếu là một chiếc điếu cầy du lịch rất là sang trọng, đẳng cấp, sạch sẽ và công phu. Điếu được chế tác hoàn toàn bằng thủ công, chạm trổ hình rồng rất là tinh xảo. Này quý vị có thể xem. Mà nọ điếu được bọc bằng vàng 18K, đính kim cương nhân tạo, có logo của Văn Hóa Điếu Cầy, rất sang trọng và đẳng cấp các bạn. Điếu được thừa hưởng khả năng chống đổ nước của điếu cầy Chu Lưu. Quý vị có thể thấy là trong này có nước nhưng mà nó sẽ không đổ ra ngoài ngay cả khi các bạn bấm nhựa. Này, rất sạch sẽ đúng không? Điếu hút rất phê, khói rất đượm và thực sự là một vật trang trí quý giá đi kèm với đẳng cấp của các nghệ sĩ. Quan điểm của Văn Hóa Điếu Cầy từ lâu luôn là khuyến khích các bạn nên từ bỏ các chất kích có hại cho sức khỏe, trong đó có thuốc lá, thuốc lào. Tuy nhiên, khi mà chúng ta không thể làm được điều đó thì hy vọng là các bạn sẽ chú ý những sản phẩm của Văn Hóa Điếu Cầy. Các sản phẩm này không những đẹp, độc đáo, tiện dụng, gọn gàng, sạch sẽ mà còn thể hiện một nét văn hóa rất là độc đáo của người Việt Nam. Cảm ơn các bạn luôn ủng hộ chúng tôi. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình khác. Xin chào.